Cuối cùng cũng đến nơi rồi em yêu. Chỗ này nhìn dễ thương ha, em rất thích. Xin chào xin chào, hai vị có muốn xem menu không ạ? À? Không cần thiết đâu cưng à. À, đừng mà. Nhìn miếng bánh ngon thiệt kia kìa Mary. Ồ, nhưng ở đây có gì nè? Hình như cô bé đang tìm ba mẹ mới á, anh Adam. Dạ, đúng là như vậy. Hai người làm ba mẹ con được không ạ? Ồ, tất nhiên là được rồi. Đúng vậy, cùng ba mẹ về nhà nào. Ra là thế, từ nay cấm tiệc ma cà rồng luôn. Tránh xa chỗ này ra nha. Hình như thế này hơi mạo hiểm. Hay là bắt taxi được không ạ? Đẹp quá đi. Chuyến đi này thích ghê luôn á. Đến nơi rồi, con thấy sao về nơi này? Ngầu bá cháy luôn ạ. Đúng là nơi ma cà rồng ở rồi. Con chưa từng đến nơi nào như thế này luôn. Liana, con đâu rồi? Nhà của chúng ta có thể nguy hiểm lắm đó. Xin chào anh bạn nhỏ. Cao quá. Ba, mẹ, con bị mắc kẹt ở đây mất rồi. Chúng ta phải nhanh lên Adam. Thả tôi ra. Để bà giúp con gái nha. Cố lên, chút nữa thôi. Thả con gái của ta ra. Thế này mới được chứ. Ma cà rồng mẹ đã cứu nguy kịp thời. Đây là đâu? Liana, con phải cẩn thận hơn chứ. Ba, mẹ, con ở trong này. Ngươi là ai? Có thứ gì á? Đừng sợ con gái. Đúng thứ chúng ta cần đây rồi. Mẹ sẽ phủi bụi món đồ cổ này và làm chút phép thuật nha. Phải làm đúng nghi thức mới được. Ta triệu hồi phép thuật cổ xưa của Dracula. Sẽ ổn thôi con à. Mẹ con là pháp sư bậc thầy luôn á, con biết không? Ha, câu thần chú này luôn hiệu nghiệm mà. Thế nào, tốt hơn rồi hả con? Dạ phải. Nhờ nó mà con có giường mới rồi nè. Ngầu bá cháy luôn đó mẹ. Đừng quên người bạn nhiều lông của con nha. Con cảm ơn mẹ. Vừa mềm vừa mượt như tơ. Hẹn gặp lại ba mẹ vào sáng mai nha. Mơ đẹp nha con yêu. Cùng nói về chủ đề ngày hôm nay ha. Nhìn nhỏ thô cuộc kia kìa. Bạn có biết nhìn bạn xấu thế nào không? Sao bạn không tìm cái lớp nào vừa xấu vừa thô cuộc mà học á? Sao các cậu ác miệng quá vậy? Đừng có gây chuyện với tôi nữa. Thiệt cái tình nà Liana. Em nên xem lại bản thân đi. Không, tôi không phải kẻ thua cuộc. Bình tĩnh nào Liana. Tôi không phải kẻ thua cuộc. Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý làm vậy đâu mà. Chắc là vàng nguy hiểm lắm hả mẹ? Một cú ra gì và này nọ ác cưng à. Chúng ta ra ngoài băng bó đi ha mẹ ha. Chào buổi sáng cả nhà. Sáng nay có món gì thế ạ? Bữa sáng nay là một bất ngờ á. Con sẽ thích cho mà xem cưng à. Con chưa ăn món này luôn á. Ngồi xuống ăn đi con. Dạ con cảm ơn ba. Ăn ngon miệng nha Liana. Món này làm từ cái gì đây ạ? Đợi chút, hình như mẹ quên mất thứ gì. Là sữa. Giờ thì bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Ăn đi con. Con không dám ăn đâu. Đây đâu phải đồ ăn cho người. Anh Adam à, con gái sẽ bị đói mất. Đừng lo con yêu. Sẽ có đồ ăn người ở đâu đó thôi mà. Ở đây nè. Tụi mình đúng là ba mẹ tôi mà. Không, đâu phải. Chúng ta vẫn có thể cho con ăn món máu ngon tuyệt cơ mà. Nhưng Liana đâu phải ma cà rồng đâu. Cho tôi đặt pizza cỡ lớn nhất ạ. Thôi thôi, dừng lại. Ba mẹ sẽ nghĩ ra cách mà con yêu. Ba mẹ hứa. Cho con chút tiền là được ạ. Ồ, có ngay. Thế có phải nhanh gọn không? Đợi con chút nha. Con bé định làm gì vậy anh Adam? Con về rồi nè cả nhà. Con mang theo pizza nữa. Sốt tỏi này sao mà ngon bá cháy luôn. Không phải thứ đó chứ. Ba mẹ bị dị ứng chết người với tỏi luôn á. Pizza đúng là món ăn sáng tuyệt vời. Chúng ta sắp tẹo thật rồi em à. Chỉ cần đeo mặt nạ khí là được mà. Cố lên. Được cứu rồi. Con xin lỗi. Từ giờ con hứa sẽ không sờ vào tỏi nữa ạ. Yên lặng ghê. Quá yên lặng. Liana, con đang làm gì vậy? Con gái tôi đâu rồi? Con là Liana mà. Lối trang điểm này hợp với con mẹ ha. Thật đúng là thảm họa. Mẹ, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Ừ, mẹ ổn mà. Chỉ là không sao đâu, đi theo mẹ nha. Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ? Con đợi rồi sẽ thấy. Được rồi, cô nàng chỉ ở đâu quanh đây thôi. Thấy rồi, đừng trốn tôi làm gì cho mất công nữa. Thôi nào, ra ngoài đi. Có ai cần nhà tạo mẫu nữa hả? Honey, lâu lắm mới gặp cô luôn á. Mẹ, con này là
là zombie mang cà rồng à? Chuẩn không cần chỉnh con à. Bunny, thôi không lòng vòng nữa. Cô bắt đầu được rồi á. Con trang điểm cũng đẹp ha cô. Con tốn hơi bị nhiều công sức luôn á. Ra này hơi khó nha. Vẽ nhợt nhạt thương hiệu của ma cà rồng. Đã xong. Được rồi, gì nữa ta? Đến lúc con tỏa sáng rồi cô bé. Chúng ta sẽ cứu cô bé khỏi chính tay của mình. Wow, tay nghề của cô đỉnh của chóp luôn á. Cô biết mà, nhưng vẫn chưa xong đâu. Giờ phải nhờ đến mấy anh bạn nhỏ này. Con hơi rén rồi nha. Con xem thành quả nè. À, xinh thật luôn á. Trang điểm là một nghệ thuật tinh tế mà. Nhìn con xinh đẹp lắm luôn á, Liana. Con cũng thấy con dễ thương xỉu luôn á. Ước gì mình cũng có món này. Cô đúng là chuyên gia luôn. Đây, không cần trả lại. Yêu cái nghề này ghê. Anh rất vui được gặp em, Liana. Nhìn em hôm nay xinh quá. Thời tiết hôm nay đẹp ghê. Khoan đã, Liana đâu rồi? Chắc con bé đang ở ngoài sân thôi. Hả? Hai đứa đang hẹn hò sao? Bước qua xác của mẹ đã nha. Anh chàng kia nhìn quá đáng nghi. Đừng lo Liana, mẹ đến cứu cưng ngay đây. Để xem cậu ấy sao nha anh bạn. Cẩn thận đi là vừa. Đây Liana. Ồ, cảm ơn anh, ngọt ngào quá à. Đây là một mũi tên hả? Chắc là mẹ em bắn chơi thôi ấy mà. Mẹ của em. Lỡ mất tiêu. Phải dùng cách khác thôi. Nhưng đầu tiên phải tự bảo vệ khỏi ánh mặt trời cái đã. Nhìn được rồi á Mary. Giờ thì đi thôi nào. Em ăn kem không? Anh mời nè. Cảm ơn anh Ryan. Đôi chim cu đây rồi. Để xem bây giờ cậu sẽ ăn kem như nào đây. Anh rất vui vì buổi hẹn hôm nay đó Liana. Ryan. Anh nhìn anh có vẻ không khỏe lắm. Hình như anh bị ngộ độc rồi á. Tạm biệt tình yêu của em. Em sẽ không quên anh đâu. Đừng khóc mà con yêu. Mẹ một, bạn trai không. Thôi nào, mẹ đưa con vào nhà nha. Thật vui vì mình được quay lại trường học. Hôm nay có môn gì ta? Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nha các em. Đừng tốn thời gian nữa. Làm bài đi, bài kiểm tra. Mình đã sẵn sàng làm bài đâu chứ. Bài này dễ ghê. Phải, chắc chỉ có mỗi mình. Được rồi, nghỉ đi Liana, động não. Nè Megan, giúp mình chút được không? Còn lâu nha. Không được trao đổi, tập trung làm bài đi. Là cậu tự chọn đó nha. Được rồi, mình có ý này. Thôi nào Megan, cho mình coi bài đi mà. Đừng mơ có chuyện đó nha. Thật không công bằng. Đến lúc này chắc mình trượt mất. Nhưng mình không dễ bỏ cuộc đâu nha. Đến lúc dạy cho cậu cách chia sẻ rồi Megan. Liana. Em chỉ đang tôi e là phải cho em điểm F thôi. Ba mẹ sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Khoan đã, phải ha, ba mẹ là ma cà rồng mà. Mình chỉ cần hỏi mẹ là được. Sao vậy cục cưng? Thầy đến cho con điểm F mẹ ạ. Sao thầy dám đối xử với con gái mẹ như vậy? Đừng manh động chị gì ơi. Không đau chút nào đâu. Liana dễ thương của tôi là niềm tự hào của cả lớp. Phải, cô bé xứng đáng được điểm A cộng. Còn bài của em ạ. A cộng luôn. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ cứu con một bàn thua luôn á. Cho con ăn vặt chút được không hả mẹ? Nhớ nha Liana, ăn kẹo nhiều quá không tốt cho răng đâu. Nên đây một chiếc thôi ha. Ngon tuyệt. Răng của con, chiếc con thích nhất luôn á. Mẹ đã nhắc con rồi mà cục cưng. Mẹ phải giúp con lần này đi mẹ ơi. Vậy mau tới nhà sĩ thôi cưng à. Con có vấn đề gì sao? Con bị mất một chiếc răng rồi. Mẹ sẽ tậu răng nanh mới cho con ha. Được á, con thích cái nào thì chọn đi. Không. Vậy thì xem kiểu này đi. Chanh xả ha, vàng rồng luôn á. Còn lâu. Hay là kiểu này. Wow, cô biết mà con ha. Lóa mắt luôn nè. Hợp với con lắm á Liana. Nhớ là răng mới này đắt lắm đó nha. Tất nhiên rồi. Cứ để mẹ lo. Tôi hơi đói rồi nha. Nè, cô đang định làm gì vậy hả? Chúc mừng sinh nhật Liana. Con cảm ơn ạ. Con đã nghĩ ra điều ước rồi nè. Vậy thì bắt đầu bữa tiệc thôi nào. Wow, là
làm một kiếp đi nha ta. Con muốn được đập nó ngay. Bắt đầu đi con gái à. Con làm được mà. Cẩn thận nào. Liana, chậm lại đi con. Thế này không được rồi. Giúp em một tay nào, anh Adam. Anh tới đây, Marie. Ba, mẹ, chuyện này là sao ạ? Con thử ăn đi, con yêu. Nhưng con đâu có cần chúng ạ. Rồi con sẽ hiểu thôi. Con đã thành ma cà rồng rồi. Mấy cái bụng ở đâu ra vậy không biết nữa. Mình tưởng ma cà rồng phải hoàn hảo cơ mà. Chẳng có cô gái nào trên đời không mơ về một câu chuyện tình yêu lãng mạn cả. Nhìn vào răng nanh của cậu ấy kìa. Trông mình nham hiểm chưa này. Chào cậu nha. Cậu đang nói chuyện với mình đó hả? Tất nhiên rồi. Thật là buồn. Chuyện tình lãng mạn rất dễ vỡ tan. Nhìn cậu bây giờ đi nào. Cảm ơn trời đất đã có người đến giúp đỡ cho mình rồi. Đi ra khỏi đây mau. Ma cà rồng kìa. Đi với mình nào. Mình biết nên làm gì rồi. Nơi ở của ma cà rồng Kylie thật sang chảnh quá đi mất. Đúng rồi. Ảnh của mình không phản chiếu trong gương. Wow. Cảm ơn đã giúp mình nha, Fluffy. Mặt cậu đúng là môi trường thuận lợi để mụn sinh sôi. Là mình đó hả? Mình sẽ bóp em ấy lên ngay bây giờ. Được rồi, đợi mình ở đây nha. Xin lỗi đã làm phiền cậu nha. Nhưng mà đây nè, đây là máy làm sạch lỗ chân lông đó. Bây giờ chúng ta có thể tống khứ đống bụng ấy đi rồi. Sao trước đây mình không thử em ấy chứ ta. Mà khoan đã, còn đống bụng đầu đen này thì sao đây? Chúng ta sẽ dùng thứ này để xử lý thôi. Chúng ta sẽ mài một ít và... Tuyệt vời! Kết quả hiện ngay tức thì. Tin mình đi. Công thức này đã được truyền từ nhiều thế hệ trong gia đình mình rồi. Bây giờ dùng nam châm để lấy khỏi lớp bụi bẩn này đi nha. Da mình mượt mà quá đi nè. Công thức này lúc nào cũng có tác dụng mà. Có vẻ như Fluffy cũng thích kết quả này lắm. Khoan đã, chúng ta phải ngăn chặn việc này lại thôi. Chuẩn bị súc miệng nha. Wow, nhìn đống dơ bẩn này nè. Đừng lo nha, kết quả sẽ nói cho bạn biết thôi mà. Phải thế thôi, nụ cười của ma cà rồng phải thật hoàn hảo. May mắn là Kylie đã có sẵn dụng cụ cho điều này rồi. Chỉ cần bôi lớp gel làm trắng răng lên đó. Và hãy để cho chiếc máy này làm nhiệm vụ của nó thôi. Wow, hãy nhìn kìa, sáng quá đi à. Nè, cẩn thận chút chứ. Như này tốt hơn rồi nè. Đây là nơi an nghỉ bà của bá tước Dracula. Nhìn vào những chiếc răng nanh được đính đá này. Nè, mình có ý này hay lắm. Cháu cảm ơn bà nha. Mình có bất ngờ tặng cậu nè. Wow, cậu tuyệt quá à, Kylie. Mình biết chứ. Đau quá à. Hình như có ai đó cắn mình nè. Kylie à, cứu mình với. Bạn yêu à, trên đầu cậu là nơi rắn làm tổ đó nha. Không sao đâu, làm quen với bạn mới đi nào. Là chiếc lược này đây. Cố lên. Cứng quá đi à. Ôi chà, mình cạn lời mất rồi. Dù sao thì đã đến lúc gội đầu rồi nè. Cái này sẽ giúp cho tóc của Liana mượt mà lại ngay thôi mà. Nè, cảm giác đã lắm nha. Mình biết chứ. Điệu massage này lại ở một đẳng cấp khác. Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu. Hạnh phúc quá đi. Ủa, là Kylie à? Cậu đó sao? Đến lúc tạo kiểu tóc cho cậu rồi nè. Hy vọng cậu sẽ thích những gì mình định làm cho cậu. Ngạc nhiên quá đi. Chưa xong đâu nha. Một cái khuôn và ít thuốc nhuộm là những gì mà chúng ta cần ngay lúc này. Chỉ cần nhấn nút là đã có ngay một hình em dơi rồi nè. Cậu trông tuyệt lắm nha. Ủa, mà cái mùi này phát ra từ đâu thế nhỉ? Mình chịu luôn á. Sao vậy ta? Giơ tay lên nào. Chà, thấy chưa? Được thôi Liana, mình chán cậu quá rồi đó. Mệt chết mất thôi. Mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng cả.
và sạch sẽ chưa nè? Ồ, mẹ ơi, chắc là phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. Cái ánh sáng này, đừng chỉ là một con mèo nhút nhát vậy chứ. Nhìn nè, cậu không muốn vùng dưới cánh tay của mình giống rớt sao? Ồ, mình nghĩ cậu nói đúng đó. Mình đã đi một quãng đường để theo đuổi cậu ấy mà. Cha, xa mặt, cách lòng. Ồ, mình sẽ như thế nào nếu không có cậu đây, Kylie? Đốm trắng này không làm cậu nổi bật lên được đâu. Ý cậu là này sao? Ừ, thôi quên đi. Không được, chúng ta phải tống khứ nó chứ. À, cậu định làm gì vậy hả? Rồi cậu sẽ biết thôi. Mình cảm thấy thật sang trọng và quý phái. Chà, nhìn cậu bây giờ tuyệt lắm luôn á. À, chúng ta phải chạy thôi. Tránh xa mình ra đi. Wow, chà, cảm ơn nhiều nha. Ê, cái này không có tác dụng gì đâu. Đến lúc tẩy lông rồi. Bước 1, nấu chảy wax lông và trộn đều lên. Bước 2, bôi lên chỗ cần wax. Bước 3, sử dụng đến kẹo mút. Đau quá à. Muốn đẹp thì cần phải hy sinh chứ bạn yêu. Cậu thấy chưa nè, đừng để việc đó xảy ra nữa nha, được chứ? Mình hứa là không có đâu. Mình không chịu nổi nữa rồi. Sao vậy? Đôi giày này kinh quá đi thôi. Ừ không, cậu đùa mình đó hả? Fluffy, chúng ta có một ca khẩn cấp ở đây. Cảm ơn anh bạn nhiều nha. Đừng ngại nè. Như thế này, chúng ta sẽ xử lý đống bừa bộn này nhanh thôi. Wow, chắc là nhiều việc cần phải làm lắm đó. Thôi nào, để mình giúp cho nha. U là trời, cậu chỉ cần để ý đến cách cư xử của mình là được. Mặc dù kết quả rất tốt đẹp, phải không nào? Nhưng mà cái mùi hôi quá đi. Chắc chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Cần phải dùng đến đôi dép đặc biệt và tinh chất tỏi nặng mùi rồi nè. Ngâm chân như này chắc chắn sẽ có tác dụng thôi. Và tất nhiên là không thể bỏ qua một ít bụi ma thuật rồi. Tận hưởng đi nào Liana. Bây giờ ổn hơn rồi nè. Và thêm vào đó ít đá trang trí nha. Em ấy sẽ làm mọi thứ đẹp lên trông thấy đó. Và đôi tất màu dạ quang này sẽ khiến cậu thật nổi bật. Mình thích lắm luôn. Nè, cậu biết gì không? Cậu không bao giờ mang quá nhiều trang sức cả. Những cái này sẽ khiến cho Liana của chúng ta thật đặc biệt và quyến rũ đến lạ. Đẹp lắm. Kylie ơi, mình muốn mua đôi giày cao gót này. Có đẹp không? Giao hàng đấy ạ. Em bé quý giá của mình đây rồi. Đợi mình lát nha. Cậu biết gì không? Hôm nay mình thấy rất đói bụng đó. Nè. Chà, cậu thấy sao? Đẹp đúng không nào? Này, cậu đang làm gì đó? Lông mày rậm đang là mốt đó nha. Chùi hết đi nào. Mình sẽ dùng nước tẩy trang. Tuyệt. Chà, ổn hơn rồi sao? Mình cũng ước là vậy đó. Cậu đã bao giờ dùng nhíp chưa? Wow, chúng ta phải dùng đến thứ gì nặng đô hơn thôi. Ngồi yên nha. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ? Một làn da đều màu. Chúng ta sẽ đổ kem ra bông trang điểm và tán đều lên khuôn mặt. Nhìn làn da mịn màng chưa kìa, cứ như sứ ấy. Chúng ta tiếp tục đến kẻ mắt nha. Một cái thẻ nhựa sẽ giúp chúng ta vẽ được một đường dài và đẹp. Bây giờ bôi son đỏ lên để hoàn thành khuôn mặt hung ác này thôi. Thêm ít son bóng lên cũng không hề hấn gì đâu nha. Mình đã sẵn sàng để chinh phục thế giới rồi. Hành động thôi nào. Nè Ezra à, mình muốn nói cậu nghe chuyện này. Cậu đẹp như bông hồng này vậy đó. Đủ lắm rồi. Này, Freddy. Nè, còn mình thì sao? Đây, tặng cậu nè. Cũng được, không tệ chút nào. Nhưng mà cậu không phải gu của mình. Nè, Nick, cậu có muốn hẹn hò với mình không? Bây giờ chỉ mới là bắt đầu của một chuyện tình lãng mạn mà thôi. Có ai cần một cô con gái không? Không có ai sao? Chú, giờ chú là hy vọng duy nhất của con. Chú có muốn làm ba của con không? Chắc là không. Thật tiếc quá à. Hoàn hảo, cuối cùng cũng làm được rồi. Cha cha, để coi nào. Chúng ta có gì ở đây nào? Món ngon nhất luôn nằm ở dưới đấy.
chính là thứ mình đang tìm kiếm nè. Hả? Không thể nào. Không bao giờ được để cho trẻ nhỏ không có ba mẹ, biết chưa? Vàng rồng và máu tươi. Một bữa sáng hoàn hảo. Giờ thì đi cho khuất mắt ta. Ô không, một đứa trẻ đang cần giúp đỡ. Chờ một chút, ta đến đi. Chúng ta sẽ có nhiều trò vui cùng nhau bé yêu à. Con sẽ thích lắm đó. Ta không nghĩ vậy. Bỏ tay ra khỏi người con bé đi. Còn lâu nha. Này, sao lại cãi nhau thế ạ? À? Cả hai cô đều rất tuyệt. Cả hai cô đều có thể là mẹ của con. Vào nhà thôi con yêu. Vào đi nào. Ủa, nay chắc con mệt đã rồi rồi nhỉ. Còn ta thì sao nào? Cho vào với. Thật xin lỗi, nhưng người nghèo không được phép vào trong đây. Thật là bất công mà. Nào Liana, từ bây giờ đây là nhà của con. Cứ thoải mái đi nha. Ôi trời, cái gối này mắc tiền lắm luôn á. Tự nhiên con hết thấy thoải mái rồi. Không cần lo đâu con yêu. Jack, đến đây nào. Ta cần một cái giường bình thường. Đây rồi, giường mới của con có thích không nè? Con thấy hơi mệt à. Chúc bé yêu ngủ ngon nha. Ngày mai, cuộc sống mới của con sẽ bắt đầu. Con sắp chết. Cứu với. Ôi trời, đáng sợ thiệt nha. Đừng lo, có mẹ ở đây rồi. Đi với mẹ, mẹ cho con xem cái này hay lắm. Wow. Theo sau mẹ nha con yêu. Liana à, đây là nơi ở của mẹ đó. Rất là ấm cúng luôn. Con thích nơi này. Nhưng đi cả chặng đường dài làm con hơi đói ạ. Được rồi, cái này không được. Hay là chúng ta ăn pizza đi mẹ. Bé cưng muốn gì cũng được cả. Alo, cho chị đặt cái bánh pizza to nhất nha. Mình ngửi thấy rồi nè. Này, trả tiền đi chứ. Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Như vậy mới đúng chứ. Không ngờ cái pizza này lại ngon đến như vậy. Không ngờ người giao hàng này lại ngon đến thế. Mẹ à, mẹ thân là bất lịch sự mà. Ta nghĩ cưng được thả rồi đó. Wow, ở đằng kia có cái gì vậy? Mẹ sẽ tặng con chiếc xe máy mới. Chỉ cần bản hợp đồng đó. Mẹ ơi, coi chừng. Liana, con không được làm như vậy. Mẹ đang bận làm việc mà. Đi chơi với búp bê của con đi, con yêu. Chỉ cần bản hợp đồng đó được xử lý ngay. Búp bê của con. Ồ không, laptop của mình. Một thỏa thuận thế kỷ đã bị hủy hoại như vậy. Thôi được rồi. Alo, chị muốn mua một bảo mẫu tốt nhất. Em sẽ cố hết sức chị Connie. Cô có thể sửa búp bê của con được không? Tránh xa cô ra. Đừng đến gần mà. Chúng ta sẽ cân nhắc chuyện đó. Coi chừng nha, cô bảo mẫu. Con làm gì vậy hả? Liana, con quậy quá rồi nha. Mẹ ơi. Không kẻ nào được cắn con gái của ta. Ra khỏi nhà chúng tôi ngay. Mẹ đã cứu con rồi. Tất nhiên rồi. Đến giờ kiểm tra. Bài này sao khó quá vậy? Nè Maggie, cậu có thể giúp tớ được không? Mơ đi Liana, đáng ra cậu nên học bài chứ. Cậu thật ích kỷ mà. Con đang gặp rắc rối sao con yêu? Dạ, đừng lo, mẹ sẽ giúp cho con. Mẹ sẽ trở lại ngay. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ở đây nè. May cho con là mẹ giỏi toán đó nha. Có chuyện gì thế này? Hoan nghênh đến trường chị Connie. Xin chào, ai là giáo viên ở đây? Mua điểm A cho con gái ta thì cần bao nhiêu tiền nhỉ? Vậy thì chuyển qua kế hoạch B. Cô là một giáo viên rất giỏi. Và cô nghĩ Liana xứng đáng được điểm A cộng. Vâng, tất nhiên rồi. Liana, em xứng đáng được điểm A cộng. Con cần phải chải tóc lại cho gọn gàng con yêu à. Răng của con. Đây là ngày trọng đại với con đó. Đây là răng nanh thay thế cho con yêu nè. Con mau gắn thử đi. Nó rất hợp với con đó. Mary,
trông thật buồn cười. Thôi bỏ cái thứ vớ vẩn này ra đi con yêu. Ta không quan tâm những gì mà cô nói đâu. Mình đến nhà sĩ thôi. Bác sĩ, em cần bác sĩ giúp. Con gái em cần được thay răng. Con cứ nằm thoải mái nha. Dĩ nhiên là tiền không thành vấn đề. Bác sĩ không hiểu sao? Mấy bé gái giàu có thì phải có hàm răng mắc tiền chứ. Của cháu đây. Wow, con thích lắm. Mau đến đây nếm thử đi. Con chắc chắn hai mẹ sẽ thích nó. Con đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu bí mật đặc biệt ạ. Nếu không phiền, mẹ sẽ ăn trước nha. Sao phiền được ạ? Chúc hai mẹ ngon miệng. Ồ, mẹ cũng muốn thử ngay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta đang bị thiêu đốt nè. Có ai không? Cứu với. Jack, tới đây mau đi. Nước, nước. Ta cần nước. Ngay lập tức. Nhưng thành phần bí mật của con là gì vậy hả? Chà, là nước sốt tỏi. Mẹ hiểu rồi. Liana, con quên mất tiêu. Hai mẹ là ma cà rồng ạ. Mừng sinh nhật của con nha con yêu. Con có thích quà mẹ tặng không nè? Là một bé Pikachu. Wow, bánh kem. Lại tặng mấy món mắc tiền nữa hả? Thôi các mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa mà. Cô sẽ phải trả giá, Connie. Cô không dám làm đâu, Mary. Nhận lấy này. Mẹ có sao không mẹ? Quá đủ rồi đó nha, Mary. Chuẩn bị đỡ lấy nè. Không thể nhìn cả hai như thế này mãi được. Con xin lỗi, nhưng con phải đi đây. Cô có nghe con bé nói hay không, Connie? Chúng ta đã làm gì thế này? Con yêu, làm ơn quay lại đi. Hai mẹ nhớ con nhiều lắm. Liana, con đang ở đâu? Ý hay đó, Connie. Chắc chắn sẽ tìm thấy Liana. Mình lại có một mình nữa rồi. Hãy quay lại với hai mẹ đi mà. Con muốn trở thành ma cà rồng. Sẵn sàng chưa nào? Chính là điều mà con hằng. Đây đúng là thứ mình đang tìm. Răng của tôi. Có mùi máu. Cái gì kia? Cùng gặp đen nào. Cậu ấy giàu lắm. Có nhiều tiền. Cũng được coi là một dạng siêu năng lực đó nha. Tránh ra đi nào tên kia. Ma cà rồng Pinky siêu giàu. Chắc chắn biết cách mở đường mà. Cậu ấy keo lì quá đi thôi. Wow, giờ mình thấy đói thật rồi đây nè. Cậu ấy lao qua bảo vệ nhanh phết đó nhỉ. Sao lãng phí thế? Có sao đâu, mình có nhiều tiền mà. Một diva siêu giàu như Pinky muốn không nổi cũng khó. Tôi giúp gì được cho cô? Tôi muốn xem menu đặc biệt ấy. Menu đặc biệt ấy ạ? Thứ đó chỉ dành cho ma cà rồng thứ thiệt thôi. Thứ này đã đủ thứ thiệt chưa? Dạ, tôi hiểu rồi, có ngay đây ạ. Cảm ơn. Để xem. Mình thích chàng Timothy kia. Mang cậu ta vào đây luôn đi. Vâng ạ. Dạ, đây ạ, như cô yêu cầu. Chúc mình ngon miệng nha. Tin nóng hổi đây. Timothy Chalamet vừa mới bị mất tích. Phục vụ à, tôi muốn tráng miệng bằng cô phát thanh viên kia. Cô muốn gì cũng được ạ. Đúng là sự tổn thất lớn cho nhân loại của chúng ta. Nè, ai tắt đèn đi vậy? Món tráng miệng đây ạ. Mãi mới có. Chúc mình ngon miệng. Đi tới nhà sĩ lúc nào cũng là nỗi ám ảnh. Ma cà rồng nghèo bị sứt răng nanh rồi nè. Nhưng mà đừng lo, đã có bác sĩ giỏi ở đây rồi. Con bọ đấy ạ. Cái gì? Bộ như vậy là không bình thường hay gì? Để xem mình còn gì nữa nào. Một ngón tay. Tôi thấy bất ổn quá đi thôi. Bác sĩ gì mà nhát như cấy. Cái gì cũng đến tay của mình. Răng nanh bằng bìa. Được đó. Vừa rẻ lại vừa tiện nữa chứ. Thật là tuyệt. Nhưng hình như cô quên gì đó thì phải. Đương nhiên rồi bác sĩ. Cảm ơn nhiều nha. Không. Âm thanh kinh dị đó là gì vậy? Không cần phải lo. Là ma cà rồng giàu thôi ấy mà. Không thể tin được. Mình làm gãy răng rồi. Nhìn cái tên mớm thảm hại này đi nè.
Làm ơn sửa nhanh nhất có thể cho tôi đi. Đừng có lo, trong phút mốt là xong ngay thôi mà. Răng nanh bản nâng cấp xịn sò hơn răng cũ nhiều. Từ giờ tha hồ mà ăn uống rồi nhé. Tiếp. Bệnh nhân tiếp theo là ma cà rồng siêu dầu. Tôi chán răng nanh cũ rồi. Tôi thích cái mới thời trang hơn cơ. Thích gì cũng được, nhưng miễn có tiền là được. Tiền không phải là vấn đề. Thế thì xem qua catalog của chúng tôi nha. Cô có thích bọc platinum không? Thêm chút kim cương nữa. Cô nghiêm túc đó à? Bình tĩnh nào quý cô. Chúng tôi có sản phẩm VIP dành riêng cho cô đi. Đây nè, răng vàng chất lượng cao nhất cho khách hàng giàu có nhất. Nhưng làm sao mà uống nước được chứ? Ha, xíu thì tôi quên mất. Cảm ơn. Làm việc trong bệnh viện đúng là cơ hội tốt cho ma cà rồng. Được rồi, mình sẽ để những mẫu máu tươi này ở ngay đây. Thơm quá đi. Không, mình không thể làm thế được. Mình đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Nhưng cơn khát của ma cà rồng lại mạnh hơn huấn luyện. Trông ngon quá đi. Không, mất kiểm soát rồi. Phải chỉnh lại ngay thôi. Cái này màu giống nhỉ? Sốt cà chua. Chỉ mong không có ai phát hiện ra thôi. Được rồi bà Wilson, bà có kết quả xét nghiệm rồi đây nè. Theo như kết quả thì bà là một quả cà chua chín, mọng nước. Không, kinh dị quá đi. Ai cũng biết ma cà rồng không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng Dennis có mẹo siêu hoàn hảo để tránh nè. Có ai đặt kem siêu chống nắng VIP Pro hả? SPF 5000. Tuyệt vời. Cuối cùng mình cũng có thể có được làn da rám nắng. Có tuyệt không hả Bobo? Tuyệt không? Trong lúc đó, Polly cũng đang gặp vấn đề tương tự. Đau quá đi mất. Nhưng đầu óc đen tối của cô đã nghĩ ra ý tưởng sáng chói. Túi đựng rác, mình chỉ cần thứ đó thôi. Wem, Pem, và chúng ta đã có đồ chống nắng xịn không kém rồi. Tốt hơn rồi nè. Thiên Ki cũng gặp rắc rối với ánh mặt trời rồi nè. Nhưng sao phải xoắn? Thiên Ki có đồ điều khiển thời tiết mà. Đến cả tự nhiên cũng phải ngã mũ trước người giàu như cậu ấy. Mây, không. Ánh trăng, nhanh hơn cả mình. Được rồi, tới lúc kẻ trộm ma cà rồng xuất hiện. Lô số 1, một bộ vòng cổ và khuyên tai bằng vàng. Wow, chỗ này chắc mắc tiền lắm luôn đó. Trời ơi, mình gặp may rồi. Đợi đã, hình như chúng mình quên mất thứ gì đó. Lại đây người đẹp ơi. Bằng bạc mà. Thánh thần thiên địa ơi, nóng quá đi à. Không, bể rồi. Cảnh sát đi, bỏ cái túi ra, ngay lập tức. Anh bạn tội nghiệp này hãy đón bất ngờ đi. Ma cà rồng mạnh lắm đó. Hả? Tưởng gì kỳ cục ghê, như thật ý. Chà, chắc là mình đi được rồi. Đã tới lúc shopping thỏa thê cho người ít tiền rồi. Wow, tuyệt quá đi mất. Chắc chắn rồi, nhưng mà chúng mình không có đủ tiền. Đợi đã, sao có nhiều số không quá vậy cả? Ừ đó, đô la may mắn thì cũng không thể đủ được đâu. Tụi mình phải nghĩ ra cách gì khác thôi. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần sử dụng năng lực thôi miên của ma cà rồng. Tuyệt vời, cuối cùng mình cũng có việc làm rồi. Và ma cà rồng đen nhà giàu tới rồi đây. Mình phải nói là không ấn tượng tí nào. Ủa gì vậy? Wow, trời ơi. Dường như Polly vừa nghĩ ra một kế hoạch gian xảo. Mình thấy cái này thiếu thẩm mỹ quá đi. Cậu có muốn xem qua mẫu hàng mới nhất của bên mình không? Màu này rất hợp với cậu đó. Mình né được nguy hiểm rồi. Cái này trông đỉnh thật luôn á nha. Mình lấy cái này. Cảm ơn quý khách, rất mong được gặp lại. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến như vậy. Nhưng Pinky siêu giàu lại cần dịch vụ level cao hơn như vậy nhiều. Mình muốn thứ gì đó siêu cấp sang chảnh nha. Wow, mình sẽ quay lại ngay trong một phút. Cái này nặng quá chừng à. Nhìn đây, quan tài chính gốc của nữ bá tước Dracula. Và đây cũng có nữ bá tước chính gốc. Trông được quá chứ gì.
Vintage ghê. Hi hi, cậu may mắn đó nha, đang sale đó. Không thể tin nổi, mình mua luôn. Tạm biệt nha. Chúc may mắn. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Tất cả là do cô làm à? Biến ra khỏi cửa hàng ngay. Từ bây giờ, cấm ma cà rồng xuất hiện ở đây. 9:19, mọi người ơi. Ai là chú chó ngoan nào? Con Bobo là con. Sao vậy con yêu? Con đã đợi rất lâu để nói ra điều này. Con ghét ma cà rồng. Và ghét cả những lúc ba gọi con là chú chó ngoan. Không. May quá chỉ là giấc mơ thôi. Tạ ơn trời đất. Hôm nay là sinh nhật chờ mãi mới tới của Dan. Tất cả khách mời thượng lưu đều có mặt. Và chẳng có ai đến đây không cả. Chờ một chút đã nào. Mình sợ rằng từ nay mình không còn trẻ nữa. Bắt đầu bữa tiệc thôi nào. Ước đi chứ Dan. Hình như những người bạn ma cà rồng nghèo cũng tới dự nữa. Chuyện này là sao đây? Ai cho người nghèo vào thế này? Chúc mừng sinh nhật Dan nha. Xin lỗi bạn, nhưng mà người nghèo không được vào. Thật là không công bằng. Được rồi các quý cô, chúng mình tới đâu rồi nhỉ? Tụi mình chuẩn bị tới khúc tặng quà cho cậu á. Mình thích nhất phần này. Wow, không chịu. Món quà từ Dracula à? Bất ngờ chưa bà già? Ta đến đây để lấy mạng của ngươi. Không, đừng làm vậy mà, năn nỉ đó. Không, cứu. Hình như có ai đó gặp rắc rối thì phải. Người dơi tới giải cứu đi. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Tha cho chúng tôi đi mà, tôi sẽ trả anh nhiều tiền. Còn gì trăn trối, nốt đi ma cà rồng. Ôi trời. Hay là anh xử bạn tôi trước đi nè. Tên kia, mau thả bạn của ta ra. Cũng cố gắng đó chứ. Được rồi, cho ta xem hết khả năng của ngươi đi nào. Hi da, ghê nhỉ. Đòn cuối đau thật đó nha. Chưa xong đâu, lũ quái vật. Thành công rồi. Mình biết mà. Holly, cậu vừa cứu tụi mình. Hãy bỏ qua những lời mình nói trước kia và tụi mình làm bạn nha. Nhận lời vội luôn chứ.